Xin chào quý vị và các bạn đến với cái kênh của siêu thị Ecomart. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác cách hướng dẫn các bác cách sử dụng chiếc điều khiển điều hòa của hãng GD. Và đây là chiếc điều khiển của hãng GD dành cho các đều dùng được cho các model của dòng Inverter. Sẽ là những model như GWC07PA, GWC09PB, GWC12PB, GWC18PC và GWC24PD. Như các bác ấy, em xin phép cầm điều khiển lên. Đây, ở trên cùng của chiếc điều khiển sẽ là nút bật tắt. Đấy, khi em bật lên được sẽ này. Đấy, đầu tiên thì các bác sẽ phải chọn chế độ. Nó sẽ có 5 chế độ. Đây là chế độ auto này, là chế độ tự động. Chế độ hình bông tuyết này sẽ là chế độ làm lạnh và điều dàn lạnh của mình nó sẽ thổi ra hơi lạnh. Còn hình ba giọt như ba giọt nước này nó sẽ là cái chế độ hút ẩm. Và đây là cái chế độ quạt. Và nó máy dàn lạnh chỉ quạt không thôi và nó sẽ không có ra hơi lạnh. Đây là chế độ nhiệt bên ngoài. Ở bên cạnh bên trái của nút mốt thì nó sẽ là nút turbo. Nút turbo này nó có mang lại cho mình hiệu quả gì? Vâng, và nó chính là nút làm lạnh nhanh. Nút này là khi các bác về nhà, các bác vào trong phòng mình đang nhiệt độ rất là cao, các bác sẽ bật cái nút turbo này lên. Đấy, em để ở chế độ làm lạnh này. Đấy, các bác bật nút turbo lên, nó sẽ hiện biểu tượng hình cánh quạt ở trên điều khiển. Đấy, nó sẽ làm cái chức năng này thì nó sẽ làm cho cái nhiệt độ căn phòng của các bác trở lên về cái nhiệt độ mà các bác mong muốn trong vòng 3 phút, để giúp mình có nhanh, có cái hơi mát nó dễ chịu. Và bên phải của nút mốt thì sẽ là nút fan. Nút fan này là nút là tốc độ quạt, để cái luồng gió thổi của mình mạnh hay nhẹ do mình điều khiển, là nó thích hợp cho những nhà có người già và trẻ con, vì có tận đến 5 mức tốc độ quạt. Còn nút này sẽ là nút tăng giảm nhiệt độ. Đấy, thì nút này thì các bác đều biết cả rồi. Ở bên dưới của trên nút ở dưới tay của em đây thì sẽ là nút lên xuống. Đấy, khi em bật lên này nó sẽ lên xuống, các bác có thể tự chỉnh hoặc là các bác để nó tự quay. Đây là nút nút bên cạnh của nút lên xuống sẽ là nút sang trái sang phải, luồng gió sẽ sang trái sang phải. Đấy, các bác cũng đều điều chỉnh được nhé. Còn đây là nút i-fill, khi các bác bấm vào nút i-fill này, chức năng của nó sẽ là cảm biến nhiệt đi theo điều khiển. Ở trên đầu của cái chiếc điều khiển đều có mắt thần, và ở trên dàn lạnh của điều hòa GD cũng sẽ có một mắt thần, và nó sẽ cảm biến khi các bác cầm điều khiển đi đâu thì luồng gió nó sẽ đi theo sau các bác. Và đây, bên cạnh cái nút i-fill nó sẽ là nút time on và time off. Đây là nút chức năng hai, một nó cùng chung một nút nhưng mà nó sẽ là hai đầu. Đấy, các bác đầu bên trái nó sẽ là time on, các bác bật nó time on và các bác tăng giảm thời gian do theo các bác yêu cầu, các bác mong muốn. Đấy, thì xong rồi các bác ấn bên này time off, các cũng mình cũng tăng giảm được thời gian như mình yêu cầu. Còn hình biểu tượng cây thông này nó sẽ là chế độ là tự làm sạch mặt lạnh cho mình. Với cái chức năng này thì gần như là các hãng khác không có, và chỉ có trên điều hòa GD. Là khi các bác tắt máy đi nhưng mà các bác vẫn bật cái chức năng này thì cục nóng của mình nó vẫn sẽ hoạt động ở bên ngoài, và nó sẽ hoạt động khoảng độ 2 phút để nó rửa trôi những cái bụi bẩn ở cái mặt lạnh và nó sấy khô. Rồi sấy khô ra để tránh những lần sau khi mình mở lên là cái luồng gió đầu tiên nó sẽ không còn những cái mùi khó chịu nữa. Cái nút tem này khi các bác ấn vào thì nó sẽ là ở trên điều khiển, nó sẽ là hình ngôi nhà và có cái như kiểu nhiệt kế ở bên trong cái ngôi nhà đấy. Tức là cái đây nó sẽ là đo chế độ nhiệt. Đấy, mình sẽ đo được nhiệt độ ở bên trong nhà hoặc bên ngoài trời. Còn nút clock này thì là nút chỉnh giờ, mình có thể chỉnh giờ theo của chỉnh giờ trên cái điều của cái điều khiển cho nó phù hợp với cái thời gian bên ngoài, để mình biết được là thời gian bây giờ nó chính xác là bao nhiêu. Ở dưới nút còn nút nai là nút là hiển thị đèn led ở trên mặt lạnh. Ví dụ ban ngày các bác có thể
bật cái đèn nai này lên thì mình sẽ biết luôn, mà mình không cần phải nhìn điều khiển mà mình đã biết cái điều hòa của mình nó đang ở bao nhiêu độ. Đấy, để mình biết. Và khi vào ban đêm thì các bác có thể là bật lên và các bác không cần phải dùng điện thoại, các bác xem vào điều khiển xem là đang ở bao nhiêu độ, các bác có thể bật cái đèn này lên và các bác nhìn vào mặt lạnh của điều hòa và các bác biết là nó đang ở bao nhiêu độ. Và nếu mà mình không muốn thì mình có thể tắt đi vẫn được. Nếu mà nó chói quá mà nó gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình cũng có thể tắt đi. Còn nút wifi này thì ở dòng Pula này nó sẽ không có kết nối wifi các bác nhé. Nhưng trước điều khiển của GD thì nó đều sẽ có nút wifi này. Nhưng mà đối với dòng Pula thì nó sẽ chưa có cái chức năng kết nối wifi. Còn cái sleep này nó sẽ là cái, nó sẽ có ba cái chế độ ngủ, tức là cái chế độ yên tĩnh. Đấy, nó sẽ có ba. Khi các bác bấm vào nó sẽ có ngủ hình trăng và có số 1, 2, 3 theo các mức các bác bấm. Nó sẽ là chế độ yên tĩnh khi ngủ nhé các bác nhé. Và nếu và đó là tất cả chức năng của chiếc điều khiển của điều hòa GD. Nếu các bác có thắc mắc hoặc muốn tư vấn gì thêm, các bác có thể liên hệ hoặc để lại lời nhắn dưới video, rồi bọn em sẽ giải đáp cho các bác. Xin chào các bác và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Cảm ơn.